Chào các bạn, vui lòng quay lại học ngôn ngữ Thận Dễ. Nếu các bạn muốn học tiếng Quảng hoặc là tiếng Trung với thầy, có thể kết bạn bằng giao lưu của thầy. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề đặc biệt là nói tiếng Trung hoặc là nói tiếng Quảng phải lưu ý về tiền tệ. Ở đây giống như thầy nói, có một số nhân viên Việt Nam hay hỏi người nói tiếng Trung, hỏi tất cả người nói tiếng Trung, bạn muốn trả Việt Nam đồng hay là nhân dân tệ. Nhưng mà sự thật là ở Hồng Kông, Macau hoặc là Đài Loan, mình không có xài nhân dân tệ. Có một số khu du lịch ở Hồng Kông, Macau và Đài Loan có thể chấp nhận nhân dân tệ, nhưng mà không nhiều, chỉ một mấy phần trăm thôi. Còn mặc dù họ chấp nhận nhân dân tệ, nhưng mà cũng có phí thủ tục giống như ngoại tệ. Tại vì Hồng Kông, Macau và Đài Loan không phải là cùng một khu vực kinh tế với Trung Quốc đại lục. Hồng Kông, Macau và Đài Loan không phải cùng một khu vực kinh tế của Trung Quốc đại lục. Đây này thì Hồng Kông, Macau hoặc là Đài Loan mình có tiền tệ khác nhau. Đây là người Việt Nam, nhân viên Việt Nam lần sau nói về cái tiền tệ, đừng hỏi người Hồng Kông, Macau hoặc là Đài Loan, đừng hỏi tất cả người nói tiếng Trung có nhân dân tệ hay là không. Bây giờ thầy sẽ giải thích đi. Là ở đây các bạn có thể thấy được ở đây có bốn tiền tệ. Ở Hồng Kông mình xài đô la Hồng Kông, ở Macau mình xài đô la Macau, người Macau sẽ nói là đô la Bồ Đào Nha, Trung Quốc là nhân dân tệ, Đài Loan là đại tệ, cũng có thể gọi là tân đại tệ. Ở đây là đô la Hồng Kông là tiếng Quảng, nói là còn bài tiếng Trung nói là còn bi. Cái này là tiền Macau, mình gọi là tiền Bồ Đào Nha. Tiếng Quảng nói là phổ bài. Tiếng Trung nói là phú bi. Nhân nhân tệ tiếng Quảng dần mần bài. Tiếng Trung Nhân dân tệ. Tân đại tệ tiếng Quảng Thoại bài. Tiếng Trung Thái bì. Rồi nếu các bạn cầm được card du lịch Trung Quốc, các bạn có thể dùng tiếng Quảng hoặc là tiếng Trung hỏi. Tiếng Quảng có thể hỏi là Nǐ shěn bǐ Việt Nam thuận tình dần mạnh bài, Nǐ shěn bǐ Việt Nam thuận tình dần mạnh bài. Tiếng Trung là Nǐ xiǎng fù Yuè Nán dùn hái shì rén mín bì. Nǐ xiǎng fù Yuè Nán dùn hái shì rén mín bì. Nếu gặp được khách du lịch đến từ Đài Loan, các bạn có thể hỏi Nǐ shěn bǐ Việt Nam thuận tình thoại bài. Nǐ shěn bǐ Việt Nam thuận tình thoại bài. Tiếng Trung là Nǐ xiǎng fù Yuè Nán dùn hái shì Thái bì. Nǐ xiǎng fù Yuè Nán dùn hái shì Thái bì. Khách du lịch đến từ Hồng Kông, nếu nói tiếng Quảng là Nǐ shěn bǐ Việt Nam thuận tình Quảng bài. Nǐ shěn bǐ Việt Nam thuận tình Quảng bài. Tiếng Trung là Nǐ xiǎng fù Yuè Nán dùn hái shì Càng bì. Nǐ xiǎng fù Yuè Nán dùn hái shì Càng bì. Nếu gặp được khách du lịch đến từ Macau thì các bạn có thể nói Nǐ shěn bǐ Việt Nam thuận tình phổ bài. Nǐ shěn bǐ Việt Nam thuận tình phổ bài. Tiếng Trung là Nǐ xiǎng fù Yuè Nán dùn hái shì phú bì. Nǐ xiǎng fù Yuè Nán dùn hái shì phú bì. Sau khi bài này các bạn có thể biết cái quan hệ kinh tế giữa Hồng Kông, Macau, Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Nên lần sau đừng gặp được người tiếng Trung, người nói tiếng Trung thì hỏi người khác, hỏi người kia Nǐ shěn bǐ Việt Nam thuận tình dần mần bài, Nǐ xiǎng fù Yuè Nán dùn hái shì Nhân dân tệ. Tại vì không phải ai nói tiếng Trung cũng xài nhân dân tệ, các bạn có thể chú ý.
về cái đó. Rồi, hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu các bạn gặp thấy thầy dạy học đó, vui lòng liên hệ cho thầy bằng Momo, Zalo Pay, Alipay hoặc là WeChat. Cảm ơn các bạn.